hành trình đi bắt tổ ong khoái. Đây anh em bắt đầu lên rừng rồi. Cây cổ thụ đây. Cây cổ thụ đây. Bây giờ bắt đầu vào rừng già rồi, cửa rừng già đấy. Cây này là cây gác cổng. Cổng rừng đấy. Tiếp tục cuộc hành trình vào giữa rừng rồi. Trời ngày hôm nay thì có vẻ hơi âm u nên là cũng không thuận lợi lắm cho việc đi tìm ong. Hôm nay thì dự kiến lấy khoảng tầm 20 ký mật thôi. Nhưng mà thời tiết thì không ủng hộ. Âm u quá. Đây. Nên là việc soi ong hôm nay có thể khó. Anh em vẫn tiếp tục vào trong rừng. Anh em chuẩn bị vào rừng sâu rồi. Đây này, một hố rúi ngày xưa này. Chắc cũng đào cách đây mấy năm rồi. Đã vào trong rừng rất sâu rồi. Mướng táo chứ nên lô chứ. Không đánh một cái khảo nữa. Phải cài nó lô đấy. Bộ con kiếm một bộ. Trời bắt đầu có nắng. Thấy rồi anh. À kia rồi. Đây các bạn có thể quan sát đây. 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 Ong khoái. Yêu khoái. In vào phải cam cái này nè, vẫn cứ như chừng ăn cứ non cái này đúng không? Chúng tôi định cho phải cam lên nhưng mà nó rậm quá thì thôi, hẹn các bạn dịp khác. Đây anh em đang chuẩn bị công tác. Đây là anh Pháo A Hùng. Đây là ông tổng giám đốc. Đây thân của cây ngày hôm nay đây. Khá nhiều dây leo. Nè, mù đặc trùng rồi. Đây. Đó cái mé này bằng xài chưa? Dạ, khoảng 6 mét. Cao tầm chục mét thôi. Tổ hôm nay thì cũng tương đối là vừa. Không cao không thấp. Nhiều dây leo quá. Ong khoái đầu vụ. Tổ khá to. Giờ anh em đang thực hiện công tác chuẩn bị. Đây, gốc cây dưới kia. Đây, hai anh đang chuẩn bị dưới kia. Đồ bảo hộ. Đây, tổ đây, khá thấp thôi, khoảng chục mét. Hộ bảo hộ. Ong này không đốt đâu. Ong này không biết đốt đâu. Lấy Nhưng mà hôm nay là lấy sống, quyết định là vẫn phải mặc bảo hộ. Để
ông bố mẹ còn đi làm tổ khác. Đây, đang đeo guốc. Đây anh em, bắt đầu cuộc leo cây. Anh ta lên, sắp đến tổ rồi. Chùa mình đâu, hãy tí sáng mà để tao phù hợp, nó cũng lọt quay rồi chứ. Đấy má đấy, hiện quân đang quân đấy. Là bà mày kiểu bà mẹ ăn có còng có khăn không chín ăn xóm đậm được rồi. Anh ta đã tiếp cận được cái tổ. Đây đây các bạn thấy không, bộ mật của nó rất là to. Rồi, bộ mật đây rồi. Má pí. Đây, một ông bạn đây. Đấy, yeah, thấy con ong vây quanh bạn ấy không? Đây, tôi phải đốt đống lửa này lên để ấy đuổi. Đấy, con ong vây quanh. Không mất đây à? Đó. Đấy, ui. Đã thấy hàng, chuẩn bị đi nhận hàng nhá. Đây to nữa cơ. Chơi cái khen văn chơi. Thành quả đây.
đi làm cho là có chuyện bắn là bắn bắn nó chỉ cho nó ở trước tay khe mưng nè bộ mật nè phải ón lón cúm quá lón cúm đấy hiền quá bầu mật đây đấy giáo hà cân bao sáu cân sáu lít muốn hà bị 5 cân